không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoang đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú. Tôi không có gì hết để tôi trước. Đừng, Năng Điền, anh không thể chết được. Anh chết rồi Kim Tâm phải làm sao? Hãy chăm sóc Kim Tâm. Dưới gối của tôi có nhiều tiền lắm. Lấy tất cả mọi người. Đừng. Đừng nha. Đưa tôi. Gà nhỏ. Gà nhỏ. Đừng nhờ. Tạm biệt nha bà xã. Tới phiên tôi. Túc Cung. Nè Túc Cung à, Túc Cung. Chỉ còn một viên đạn cuối cùng thôi. Nguy hiểm lắm. Anh đừng có thử chết chắc đó. Anh chết rồi, em phải làm sao đây? Chết nhẹ như lông hồng, nặng như thế sơn, không sợ chết. Bây giờ em làm chủ, đưa cho em. Em đừng cản em nữa. Đưa cho em. Nói xong chưa? Xong rồi. Làm em mất hồn mà. Không sao. Không sao rồi. Không sao rồi. Làm em sống chết luôn. Không sao rồi. Hey, súng thì chơi xong rồi. Anh đường đường là đại soái, nói thì phải giữ lời. Tôi là người giữ lời. Ba phát súng không bắn họ chết, tôi tha thứ cho nhà họ Kim và cái đám phản bội này. Cha nuôi. Đừng gọi tôi là cha nuôi. Bắt đầu kể từ bây giờ, cậu không còn là cao phó soái nữa. Làm cái đống bùn thúi của cậu đi. Tôi và cậu đã không còn bất cứ quan hệ gì. Cha nuôi. 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 Con biết con đã làm phụ lòng của cha. Cha có ơn nghĩa nặng như núi, con không thể báo đáp. Trong nhà tôi đã nói rõ với cậu, từ nay về sau cậu đừng gọi tôi là cha nuôi nữa. Sắp tới cậu là rồng hay rắn cũng không liên quan gì tới tôi. Cậu hãy tự lo liệu đi. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Loại lãnh chúa rượu thịt này cũng không phải là người tốt. Ông chỉ lợi dụng anh thôi. Cái mạng của tôi là của cha nuôi. Không có ông, tôi không có ngày hôm nay. Nghĩ lại hôm đó, khi bị bắt đến khu hành hình, tôi đã đứng trước mặt của Diêm Dương rồi. Cũng mới gặp được bọn người của Trường Thắng tới cướp người, tôi mới giữ được cái mạng hèn này. Tôi cứ tưởng mình chết chắc, nhưng mà không ngờ ông trời có mắt, mạng của tôi vẫn chưa có tận. Anh em bên Trường Thắng tới cướp ngục. Nè nè, vậy đi nha, hẹn gặp lại sau. Đi, đi. Anh Trường Thắng, anh Trường Thắng. Tôi cứ như vậy mà chạy vừa nói với bản thân, không thể chết, không thể chết. Cuối cùng thì không biết chạy được bao lâu và không biết chạy được bao xa. Trước khi tôi bị cơn đói hành chết, nhưng mà không ngờ tôi đã phát hiện được đài sói hồ mà đang tuyển lính mới. Cho tôi bánh bao đi. Tôi không còn đường nào để đi, chỉ còn cách đi hành quân. Tôi thù ghét quá khứ, cho nên thay đổi họ thôi. Gọi bản thân là Cao Siêu, cùng với đám người linh ta linh tinh đó cùng nhau tiếp nhận huấn luyện đặc biệt. Đánh nó đi! 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 Hay quá! Hay quá! Hay lắm! Hay lắm! Đánh nó! Đánh nó! Đánh nó! Hay lắm! Tướng quân! Nè! Chạy.
Cả năm nay cực khổ cho anh, đổi ngược lại là tôi chắc chịu không nổi. Sớm đã móc giải ba thước treo cổ tự vẫn rồi. Anh chưa chết, sao không quay về tìm em? Thì phải, cho dù anh không quay trở về cũng đã tìm người đưa tin về cho Tiểu Liên chứ. Anh nghe tin em gả cho Kim Sương, lòng đau như cắt, ngay cả hy vọng cuối cùng cũng không còn, cho nên thay đổi danh tính, định quên hết tất cả chuyện cũ. Cũng là do ông trời trêu chọc chúng ta. Anh đã trách lầm em, tôi đã trách lầm mọi người, xin lỗi. Thì đừng có như vậy, tất cả cũng do kẻ đứng đằng sau lưng. Thực ra sau khi biệt đô bỏ đi, chúng tôi luôn muốn đi kiếm hắn, nhưng thật sự không ai nhìn thấy hắn hết, ngay cả Ấn Độ cũng không có về. Sợ là biệt đô đã bị người ta diệt khẩu rồi. Tôi có suy nghĩ nát óc cũng không hiểu, tôi có tầm quan trọng thế nào sao mọi người mưu toan tính kế hãm hại tôi. Từ khi mà anh bị xử tử trở nên mưa thuận gió hòa, cho nên chúng tôi càng khẳng định cái người đó muốn đối phó anh chứ không phải là Kim Phúc Long. Nhưng cuối cùng chúng tôi cũng không điều tra được gì. Nếu mà tôi kiếm được kẻ gây chuyện này, nhất định không cho hắn chết toàn thây. Anh vượt qua được cái chết là do ông trời muốn anh quay về trả thù đó. Tôi muốn chia da cắt thịt của hắn luôn. Tôi rót nước cho anh uống nha. Cha vợ mẹ vợ, hai người ở đây làm gì vậy? Sư gia, sư gia, sư gia. Ơi, Tấn Thăng à. Tấn Thăng. Tấn Thăng, bây giờ trời quang mây tạnh rồi, sau này có thể sống những ngày tốt lành. Tôi giao lại hai mẹ con Liên để cho cậu đó nghe. Xuân gia, cảm ơn đã chăm sóc cho hai mẹ con của Tiểu Liên. Còn bắt ông chịu nhục chui qua hắn của tôi đúng là tội đáng chết. Ông mới là đấng anh hùng là đàn ông, tôi không phải là con người. Xin nhận một lời của tôi. Nhưng mà tôi không dám nhận. Tôi nợ của ông quá nhiều, nếu mà không cho tôi quỳ, tôi cảm thấy anh còn quỳ, lòng tôi còn bất rất dữ lắm. Chẳng qua là tôi làm những gì tôi cần phải làm mà thôi. Hey, bỏ đi, đừng có anh quỳ hay là tôi quỳ nữa, mọi người hiểu nhau thì được rồi. Xuân gia, tôi gian xin ông một việc, xin ông tiếp tục chăm sóc cho mẹ con của Tiểu Liên. Tại sao? Phải, khó khăn lắm mới quay lại với nhau. Tiểu Liên vì anh mà đêm nào cũng khóc ướt hết gối, anh phải biết trân trọng người trước mắt chứ. Bây giờ tôi có đi lại được hay không chưa biết, Tiểu Liên đi theo tôi chỉ làm khổ cho cổ thôi. Em có bị bệnh xương khô, em cũng không muốn liên lụy anh. Nếu cả hai đều liên lụy đối phương thì cả hai chúng ta cùng nắm lấy tay nhau, đừng buông ra có được không? Sao phải cực khổ như vậy? Phải rồi, hai người đừng có nói những lời xui xẻo như vậy. Là người phải biết nhìn về phía trước. Đừng có nhục chí quá nha. Thằng à, chuyện sau này thì sau này mới tính đi. Liên à, phải chăm sóc tốt cho Tấn Thăng đó hả? Mạng lớn khắc chết ngưu ma dương, Tấn Thăng không chết là tội chúng ta được giảm xuống. Tuy là bây giờ Tấn Thăng không có sao, nhưng mà trong lòng của anh vẫn thấy bức rứt như thế nào đó. Con người làm gì ông trời cũng thấy hết, muốn được yên lòng thì phải đi làm để bù đắp lại. Mà bù đắp nghĩa là phải nhận lỗi sai. Nhận lỗi tức là phải nói hết tất cả mọi sự việc sao? Tới lúc đó mặt mũi của anh để ở đâu chứ? Làm sao mà đối diện với giang đông phụ lão đây, trước mặt mấy đứa con gái anh, làm sao anh làm gương tốt đây? Bà xã à, anh thật tình phân vân quá. Ông xã, hay là coi như phấn viết bản xóa hết đi. Chắc là phải vậy thôi, coi như là không có gì đi. Đi đi má hai. Hai người ở đây thiệt là tốt quá, đi theo con. Come on. Ta-da. Chờ, cái mẫu chúng con rất tự hào về cha. Cha là tiên phong của chính nghĩa. Anh hai chị dâu, em sẽ cùng với hương thân phụ lão mang chuyện này của anh chị viết vào gia phả để lưu truyền trăm đời cho cả hai. Không cần đâu, không cần. Daddy, có phải bất ngờ lắm không? Bọn họ đã kế hoạch cả đêm qua. Ê, không cần phải làm nhiều chuyện như vậy. Phải ha, cha mẹ cũng mệt lắm rồi, về phòng nghỉ đó. Sao phải vội vàng như vậy? Phải, tiếp mục chưa xong mà. Qua đây. Thời gian qua Sương gia đã cực khổ rồi, đêm nay phải uống vài ly mới được. Túc Cùng đã nấu món mà cha thích nhất đó. Là Túc Cùng đã đích thân xuống bếp. Sương gia hãy ăn thử đi. Đúng đi. Trước khi ăn phải uống một ly. Đúng. Được, vì Daddy, Lựu Kiếm Bất Bình ra tay tương trợ. Cẩn Ly. Cẩn Ly. Vì cha là chính nhân quân tử chăm sóc chu đáo. Cẩn Ly. Cẩn Ly. Vì hành vi thánh nhân ra tay giúp đỡ Tiểu Liên của anh hai. Cẩn Ly. Cẩn Ly. Còn nữa, vì sư gia cả năm nay có hành động vĩ đại chính là dùng tiền túi của mình chữa trị cho Tiểu Liên. Cẩn Ly. Vì sư gia, vì đứa bé mà chịu nhục chui đáy quần. Cẩn Ly. Cẩn Ly.
Thật ra tôi đâu có đáng vĩ đại cao cả như vậy đâu chứ. Mọi người đừng có tung hô tôi vậy. Nói chung là tôi không có phá phách ở cái tuổi xế chiều này đâu à. Sẽ không có lợi dụng ai hết. Mọi thứ đều có nỗi khổ riêng. Tôi cũng no rồi, mấy người cứ ăn từ từ. Phải phải rồi, chúng tôi no rồi. Chúng tôi về phòng đi. Sao mà kỳ quá vậy, chưa có ăn gì mà nói no. Chắc chắn là họ mà thật đó. Hoặc là anh làm việc tốt không cần báo đáp, không muốn nhận công lao. Hay là chúng ta không biết điều làm rùm lên thôi. Lần sau đừng làm nữa nha. Chúng ta. Hình như em lại người nói phải biểu dương Xương Gia mà. Tôi đã về tới. Trước đó xảy ra chuyện gì? Nghe nói là chuyện nghiêm trọng lắm. Quân đội đi hết rồi. Đã đi lâu lắm rồi. Anh thiệt là đi đâu cả ngày. Anh tới thờ xá làm thơ, ai ngờ làm tới trời tối luôn, nên quên mất giờ về. Coi như anh may mắn. Họ lúc nãy lộn xộn ghê lắm, còn thấy người người quyền bí. Nếu lúc nãy anh có mặt chắc chắn sợ tới mất hồn luôn. Anh nhát quá trời. Wow, chuyện lớn như vậy nghĩa là anh may mắn. Hey, cơm ngon quá ha, hay là cùng nhau ăn. Về thì là đúng lúc. Đợi anh thôi. Gấp một miếng. Nè, gấp một miếng cho đệ tử em nha. Cảm ơn anh nhiều. Anh nên ăn cái gì đây? Mọi người vô hết đây làm gì? Đệ tử đi tắm rồi, không tới nửa tiếng cũng không có ra đâu. Nói, trước đó đã đi đâu? Để gặp những ai, nói qua những gì? Cô tưởng tôi đi chơi gái uống rượu qua hả? Thật sự tôi đã tới thờ xá. Vừa rồi khi chúng tôi bước vào anh đã lén lút giấu cái gì? Lấy ra mau. Thì là cuốn này nè. Đệ tử muốn coi cuốn sách cấm này. Tôi phải nhờ nhiều người lắm mới tìm được nó. Hồng Lâu Mộng, có hại phong quá. Liên quan cái gì? Hồng Lâu Mộng. Hey, tôi đẩy. Wow, sao anh đẩy tôi? Sao anh không đỡ tôi? Võ công của người giấu mặt rất giỏi, sao vừa đẩy nó té rồi? Chấn Tì, thông qua sự suy luận từ nhiều mặt, anh chính là kẻ giấu mặt. Anh không cần phải đóng kịch nữa, giả bộ yếu ớt bị túc cung đẩy té. Bây giờ hết người thì cứ nhận luôn đi. Anh chính là kẻ giấu mặt. Anh là đảng bàn tử. Thân hình của kẻ giấu mặt có chính phần giống anh đó. Nè nè. Chuyện gì? Nhảy trên không cho tôi coi, nhảy đi. Được. Có phải vậy không? Cô làm bộ. Nè nè nè, anh làm cái gì? Làm cái gì, làm cái gì? Nè nè nè, đừng có mò cái gì. Xương cốt tuy không có gì đặc biệt, nhưng mà rất là săn chắc. Không biết mọi người đang nói cái gì nữa. Tôi không biết võ công gì hết. Nếu biết võ công thì đâu có gọi là chấn tây. Ai cũng biết đảng bàn tử là cướp phú tế bần, được mọi người kính trọng. Nếu tôi là đảng bàn tử, tôi sẽ nhận trước tiền. Đáng tiếc là không phải. Mặc kệ đi, lục soát khắp nơi. Lớn dạ, hóa dạ. Cô lục từ từ, coi chừng sách của con. Quý, anh làm gì vậy? Cẩn thận, cẩn thận chút đi. Nè, cẩn thận. Ồ, có một cái nón, có miếng vải. Bữa đó người giấu mặt có xài đồ bịt mặt màu đen. Người bí mật đó đâu có đội nón. Đã tìm rồi, không có máy điện báo, cũng không có mật mã, tới từ điển cũng không có. Giường cũng không có ngăn bí mật. Tôi đã gõ thử tất cả gạch dưới đất, không có ngăn bí mật. Được rồi, đã tìm hết rồi phải không? Nói cho các người nghe, tôi thật sự có chứng cớ ngoại phạm. Nếu không tin, có thể đi hỏi chủ mã của tiệm bán giấy. Cháu thật sự có tới thư xá, mọi người tin tôi được không? Nè Chấn Tây, cô hỏi thêm cháu một lần cuối nữa, cháu. Hỉ. Nói về võ nghệ, bà cô mới là giỏi nhất. Đã tới tuổi này rồi còn đi được lên nóc nhà, người giấu mặt chắc chắn là bà cô. Vậy cũng đúng chứ. Bà lúc nào cũng trông thấy đầu không thấy đuôi. Chắc chắn là bà rồi. Không thể nào. Sao mọi người đều ở đây hả? Lúc nãy muốn chơi mặt trượt nhưng mà chơi không thành. Thôi về. Sao nói là chơi mặt trượt? Thì mặc kệ bọn họ. Chuyện gì? Không phải nói là chơi mặt trượt cơ. Thiệt là quỷ quái. Ông chủ muốn tìm gì? Để tôi coi coi. Được, mời tự nhiên. Ông chủ. Tổ chức ngày sinh hay ngày tử, tiên thân nhân cố hay là cúng thần linh, trộn gói cầu vàng bạc đều có. Tôi tự coi trước. Được, vậy tự nhiên.
không biết hắn là ai. Hình như hắn đang theo dõi mình. Cần phải điều tra tên này mới được. Cẩn thận nha. Quả nhiên tôi đoán không sai. Anh là đảng bàn tử. Anh nhiều chuyện vậy rất dễ bị mất mạng. May là có tôi ở đây. Nếu không họ sẽ giết anh để diệt khẩu đó. Nhưng sao anh biết tôi gạt mọi người? Hôm đó người thần bí giật bức mật thư chạy qua có thoảng một mùi. Giống như mùi túi thơm đuổi muỗi mà tôi đã làm cho anh đó. Đang điện anh coi nè. Tôi bị muỗi cắn ở tay ngứa gần chết luôn. Hey, đừng có gãi nữa. Gãi sức da nhìn ghê lắm. Tại sao muỗi lại thích chích tôi vậy? Mấy túi thơm đuổi muỗi này tôi làm cho em bé. Nè, lấy một cái, xài đi. Nhỏ vậy à? Nhưng mà tôi to con. Hơ, rất là tốt. Anh cứ ngửi thử. Wow, đừng nói là muỗi, người ngửi cũng thấy sợ. Giỏi thiệt. Còn nữa, lúc mà tấn thăng bao dây cái nhà họ Kim thì anh lại không có mặt. Chắc chắn anh đi giao mật thư. Anh cũng khá thông minh. Anh không những không giao Phó Tuyết ra mà còn giúp đỡ tìm bức mật hàm. Tổ chức khen anh lắm đó. Hí, đây là những tác phẩm của Khang Hữu Di à? Kim chủ tệ cứu quốc luận, tập nghị lục, gào thét. Khang Hữu Di là anh hùng của tôi đó. Vậy sao? Tôi đã đọc tất cả tác phẩm của ổng. Hơi tiếc quá. Lúc tôi nghe tin ổng bị đầu độc chết, tôi đã trốn đi khóc hết mấy ngày. Có người đồn là anh ấy bị chính phủ quốc dân đầu độc chết, cho nên đảng ban tử chúng tôi rất là ghét chính phủ quốc dân. Hí, đảng ban tử? Có phải là những cái bím này không? Sao treo hết ở đây, có tác dụng gì? Ê, chúng tôi lấy bím quyết chí mà. Tổ chức có nhiều lão tiền thanh theo đuổi Khang tiên sinh nhiều năm rồi. Hi, mấy cái này có phải là đạn khói mà hôm đó dùng không? Nè, cẩn thận, đừng có đụng vào. Toàn bộ đều do anh làm hết hả? Giỏi quá hờ. Mấy cái này chỉ là chuyện nhỏ thôi. Cho anh coi mấy cái đặc biệt hơn nữa. Qua đây, qua đây. Nè, cái dù này nhìn rất bình thường, nhưng mà khi gặp kẻ địch tấn công thì nó sẽ lập tức trở thành cây súng. Wow, đừng có đụng vào. Đôi giày này nhìn không có gì đặc biệt, nhưng mà khi gặp nguy hiểm chỉ cần gõ hai chân thì ám khí sẽ xuất hiện. Hay quá. Ngoài những thứ này, nhìn nè, đây là cái đồng hồ bình thường, nhưng mà bên trong có một sợi dây cước. Lúc mà kẻ địch ở cự ly gần với mình, có thể xiết cổ hắn chết. Wow. Và cuối cùng, đây là cây viết mực bình thường thôi, nhưng mà bên trong có chất độc không màu không mùi. Chỉ cần cho chất độc này vào ly nước uống của kẻ địch, sau khi mà hắn uống, chết rồi cũng không biết sẽ ra chuyện gì. Đây nè, cố gắng cái răng vàng. Trong răng vàng có chất độc, lỡ như tôi bị dụng hình ép cung thì có thể tự kết liễu đời mình. Quả nhiên là không sợ chết. Nếu đã như vậy, hôm đó lúc xương gia gặp nguy hiểm, sao anh không làm chút gì? Lúc đó tôi thật sự định hy sinh mà. Nhưng không ngờ, vẫn không chịu giao đảng ban tử phản động ra hả? Coi mà không có người nào chết thì các người không biết sợ. Xin đừng bà. Ông xã, dừng tay. Tôi chính là đảng ban tử. Lúc đó tôi mới bình tĩnh quan sát. Tôi suy nghĩ có phải Tiểu Liên là đảng ban tử hay không. Sau đó xác nhận lại thì không phải. Vì anh đã thực hiện những nhiệm vụ gì? Nói cho anh nghe cũng được, nhưng mà... Tôi hiểu, phải giữ bí mật. Sau khi té xuống nước thoát nạn không chết, rồi đế tử lại mất ký ức. Bản thân tôi thì có lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tôi quay về trường tình nguyện dạy học. Ai ngờ có một ngày, tôi cứu được một nhân vật quan trọng trong đảng ban tử. Và từ đó tôi gia nhập vào đảng ban tử. Nghĩ lại những thay đổi, là Khang tiên sinh ủng hộ Dư Quang Trụ nên thúc đẩy cải cách nhiều lĩnh vực. Tiếc là những cải cách này đã bị Từ Hy ngăn cản. Tôi phải hoàn thành tâm nguyện của Khang tiên sinh. Tôi phải làm nên sự nghiệp lớn. Lúc đầu tôi chỉ giúp tổ chức đưa thông tin. Sau này, nhiệm vụ của tôi càng ngày lại càng có ý nghĩa hơn.
Wow, tới ám sát cũng đã làm qua. Ê, thất lễ. Trong một năm tầm thường buồn tẻ của tôi, thì sao anh đã làm nhiều việc như vậy hả? Tôi muốn gia nhập đảng Ban Tử. Anh muốn ủng hộ đảng Ban Tử thì quyên tiền cũng được. Quyên tiền không thành vấn đề, nhưng tôi không muốn sống hết cuộc đời một cách tầm thường buồn tẻ như vậy. Hãy cho tôi gia nhập đi. Gia nhập tổ chức rồi không thể quay lại đâu. Anh về suy nghĩ cho kỹ đi. Đừng có phiền nữa, tôi đã suy nghĩ kỹ. Tôi về đợi tin tốt của anh. Nè, anh không phải muốn đi vậy chứ? Đánh ngất xỉu tôi hả? Làm đi. Nè, cẩn thận. Ê, được rồi, được rồi. Tôi giúp anh. Wow. Wow. Đường hầm bí mật này có phải dài lắm không? Hình như tôi đi rất xa đó. Ê, tổ chức ngầm đương nhiên là phải vậy. Phải giữ bí mật tuyệt đối. Nè, anh cứ đi thẳng theo con đường này. Quẹo trái rồi quẹo phải sẽ tìm được đường ra. Ờ. Nè, nhưng mà nhớ kỹ, những gì mà anh biết hôm nay tuyệt đối không được nói cho ai biết. Ờ, anh hãy làm ơn nói với cấp trên giúp tôi, nói mấy lời tốt cho tôi đi, để tôi có thể gia nhập sớm. Ê, được rồi, đi 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 đi. Ờ. Cẩn thận nha. Ôi, tôi thật là khó chịu đó. Anh lập tức về cho tôi sẽ nè, không chữa cho anh nữa đâu. Hả? À, nè. Đi đi. Không phải nói bác sĩ rất có y đức hay sao? Được rồi, tôi đi nè. Đừng để cho tôi thấy mặt anh nữa nha. Đi. Đừng ghét. Wow, làm gì mà nổi giận dữ vậy? Dù sao thì người ta cũng là bệnh nhân tới đây khám bệnh, không phải tới nghe cô chửi đâu. Hắn đúng là một tên đáng ghét. Hắn còn có ý đồ khác nữa. Làm gì có người lớn gan vậy? Tôi đã có con gái rồi. Anh không muốn hẹn tôi đi coi phim kịch nên tôi từ chối đó. Sau đó lại tới nói là muốn bắt mạch, tôi lại từ chối nữa. Tiếp theo còn kiếm cớ đòi tôi nấu trà ngủ qua cho hắn nữa. Phiền chết được. Tôi còn tưởng người ta sàm sỡ cô nữa chứ. Thật ra người ta muốn đeo đuổi cô thôi mà. Ấy, nhưng mà tôi không có hứng thú. Hình vậy đi, tôi có nghị khí. Lần sau ta quay lại, cô nói với ảnh tôi là ý trung nhân của cô. Nói ảnh có việc gì cứ tới tìm tôi đỡ ảnh giúp cô. Cho cô nè. Có quà tặng tốt vậy sao? Lấy gì vậy? Túi thơm. Cho cô đuổi hết ông bướm đã qua đi. À, hôm nay thấy anh kỳ lạ quá, tâm trạng rất là tốt, còn tặng quà cho tôi nữa. Anh không sợ tôi hiểu lầm sao hả? Đang điền tôi, vẻ ngoài không xuất chúng, nói chuyện không lanh lợi. Nếu như cô có đồng lòng thì thích tôi từ sớm rồi. Hơn nữa tôi với cô. Thôi bỏ đi. Tôi nói chuyện với Lạc Kim Tâm. Tôi có nấu hạt cô thảo múc cho anh chén nha. Được. À, Kim Tâm à. Kim Tâm, trước đây cha là một con tàu không có mục tiêu hướng tới. Nhưng bây giờ cha đã có mục tiêu. Cha chuẩn bị sẽ làm một đại sự. Sau này chắc chắn con sẽ tự hào về cha. Nhưng mà con đừng nói cha nghe nha. Bây giờ cha phải luyện tập hỷ nộ ái lạc mà không biểu hiện sa mạc. Nhìn kỹ nè. Hỷ nộ ái lạc. Có phải không biết cha đang làm gì không? Coi chừng làm con gái sợ. Sao mà sợ được? Kim Tâm rất là gan dạ. Đang điên, chết rồi. Chết rồi. Anh Tổ đang làm gì ở trong kho gạo, tự nhiên thấy toàn thân bị đau đớn. Anh đi coi thử đi. Ờ, được, tôi lập tức đi với anh. Ờ, được, mau lên. Cẩn thận nha. Kim Tâm mà Kim Tâm. Ha, tên khờ này cũng không tệ chứ hả? Lòng dạ tốt, y thuật giỏi, lại không hề rượu chè cờ bạc. Là một người đàn ông tốt, chính đáng đàng hoàng. Có muốn ảnh làm daddy của con không hả? Daddy. Ây da,
Đau chết tôi rồi. Anh Tổ à, ráng chịu đau chút đi. Không nè, sao nè, đâu nè, sao mà kêu ca thê thảm vậy chứ hả? Chị hai, chị tới đúng lúc. Em đau sắp chết rồi. Chị coi, em bị bọc hết đầy người nè. Mọi người giết tôi đi, giết tôi đi. Ngồi nè, chuyện gì vậy? Anh bị nhọt rắn. Là nhọt hình rắn. Đúng 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 đúng. Khi mà đầu rắn với đuôi rắn nối với nhau thì sẽ bị chết. Không nhất định. Đang điền, nhọt hình rắn có chữa được hay không? Ờ, chữa được. Nhưng đúng lúc cỏ bán lam và cỏ lông đáng mới dùng hết. Tôi sợ đợi khi mua thuốc về thì anh sẽ đau vậy chết. Vậy phải làm sao? Nhà thương có thuốc đặc hiệu có thể khống chế bệnh cho anh. Rồi tôi sẽ điều trị lại cho anh nữa. Mặc áo vô đi. Ráng chịu đựng nha. Ngày thường anh ăn no ngủ yên, sao tự nhiên mắc loại bệnh này chứ? Làm chuyện sai nên gặp báo ứng. Vậy gì chứ? Anh tao giết người phóng hỏa hả? Cùng lắm thì ảnh khạc nhỏ bừa bãi thôi. Đúng 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 đúng. Anh Tổ là bị gan tích tụ lâu dần thành nóng trong người, nên thành ra nóng chuyển thành độc. Đừng có nói nhiều vậy nữa, tới nhà thương mau. Nè, đúng rồi, đi nhà mau. Thương hả? Đi nè, từ từ cẩn thận. Dạ ông xã, anh nói bị nhức đầu không khỏe, em đi với Đăng Điền được, anh ở lại đây đi. Phải cẩn thận đó. Nè nè, anh Hổ à, gặp báo ứng rồi, em cho anh coi. Đầu rắn của em cũng ra luôn rồi nè. Em cũng bị nhọt rắn hả? Đúng vậy. Em không dám nói cho đa lực biết. Em sợ cổ trách mắng em, rồi em nói ra chuyện của thằng Thắng thì càng chết. Đâu có lý nào đâu. Tấn thằng đâu có chết. Nó đã tha thứ cho chúng ta rồi mà. Sao lại báo ứng vậy chứ? Gần đây đêm nào cũng có bị Bồ Tát la mắng. Ngài nói đi nói lại, ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác. Nếu như không gặp, chỉ là thời điểm chưa tới. Ê, ê, thôi chết, thời điểm đã tới rồi. Không có nhất định linh nghiệm vậy đâu. Ê, ông chạy giật dạ. Anh Hổ à, xã, anh sao chứ? Có lại không hả? Ôi da, trời ơi, cái lưng của tôi bị thương rồi. Anh thấy chưa, bị báo ứng rồi. Đừng có nói là không có báo ứng. Bây giờ đã tới lúc phải trả lại cho thằng Thăng rồi. Anh sao bước vậy? Bước nào cũng đau thấu tim luôn. Anh cẩn thận nha. Báo ứng không có dấu hiệu, cẩn thận cũng vô dụng thôi. Ê, sao mà có nhiều người bao quanh đây vậy? Đúng rồi. Xin lỗi mọi người. Một câu xin lỗi của anh có thể giết cả người cả chó. Bây giờ con chiêu tài của tôi đã chết rồi. Anh đền lại cho tôi đi. Đền lại. Anh có gan thì lấy xuống đó chúng tôi đi. Anh đúng là quay phong bao nhiêu tạo nghiệp bấy nhiêu mà. Thì đúng nè, chúng ta có quán thì trả quán, có thù trả thù. Nè, quăng cho nó chết. Quăng cho nó chết đi. Quăng cho nó chết đi. Mọi người làm cái gì vậy? Lạm dụng tư hình à? Xương già, tôi bỏ đi, tôi đáng tội lắm. Xương già, ông còn giúp hắn nữa sao? Đâu? Ê, kim xương tôi gặm cục xương chui qua hắn của cậu ấy, tôi vẫn tha cho cậu ấy mà. Mọi người tại sao không tha lỗi cho cậu ta chứ? Cậu ta biết sai cũng đã sửa rồi. Cậu ta thật lòng hối lỗi lắm đó. Anh công hành trang lén lúc bỏ trốn kìa. Đúng đó Xương già, hắn chắc chắn đã trộm thứ gì. Không phải, tôi không có trộm gì hết. Những thứ này đều là của tôi mà. Nếu mà không tin mọi người thì coi đi. Mở ra đi. Hiểu lầm thôi. Thằng à, anh muốn đi đâu? Muốn bỏ một mình Tiểu Liên ở lại hay sao chứ? Tôi là một tên phế nhân. Tôi không có cách nào chăm sóc cho mẹ con của họ, càng không có mặt mũi để nhìn hương thân phù lão. Ở đây chỉ làm mất mặt thôi. Xương già, làm người tốt thì làm cho cùng, giúp tôi chăm sóc cho mẹ con của họ đi. Chân của cậu có thể chữa khỏi, vậy thì có thể chăm sóc cho họ rồi. Tôi cầu xin. Đừng làm vậy, đứng lên. Tấn thân, anh đừng có làm khó cho Xương gia họ nữa. Tuy em và anh vô danh vô phận, nhưng em đã coi anh là chồng của em từ lâu. Sau này bất kể nghèo khổ hay phú quý, em cũng sẽ đi theo anh. Nếu như anh không muốn ở lại đây, sáng ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây. Tiểu Liên, tại sao phải làm như vậy? Em đã quyết định rồi. Em sẽ thay cho anh bộ quần áo trước. Nè, cẩn thận. Anh từ từ nha. Từ từ. Cẩn thận. Nè, ngồi xuống đây. Ngồi xuống. Anh yên tâm, hãy cho nó một chút thời gian, anh sẽ không trở thành người què đâu. Anh thật sự có lỗi với em. Những việc đã hứa với em, anh không có làm được. Còn bắt em phải chịu khổ cùng anh. Anh không thể nào tha thứ cho bản thân của mình. Em không cho phép anh nói vậy. Em đã tha thứ cho anh. Trên thế giới này có người nào giống như anh đâu chứ. Đã đi ra từ quỷ môn quan, sẽ có kỳ tích mà. Sau này chúng ta sẽ rất tốt. Chỉ cần sau này ba người chúng ta ở bên nhau, em đã mãn nguyện lắm rồi. Tiểu Liên, em khờ thiệt. Em nghe nói nửa cuộc đời trước khổ, nửa cuộc đời sau sẽ ngọt. Tại vì đã quen rồi. Chúng ta là trời sinh một cặp à. Em thì không có cha không có mẹ, còn anh thì có mẹ sinh nhưng mà không có cha vậy. Chúng ta đã có một đứa con gái,
sau này sẽ sinh thêm một đứa con trai, sau đó thì con cháu đầy đặn, còn sinh thêm con thêm cháu nữa. Vậy chúng ta sẽ có rất nhiều con cháu, trở thành một đại gia đình. Anh cũng hy vọng là có rất nhiều người thân. Sao vậy ông xã? Bệnh thấp khớp của anh là tái phát nữa à? Đem kêu đấy để tới đây khám cho anh. Ê, anh chỉ là cảm thấy đau lòng thôi. Ê, đúng là một đôi uyên ương khổ mệnh mà. Đáng lẽ tấn thăng phải hưởng thụ vinh hoa phú quý cùng ở bên vợ con, cả nhà được vui vẻ, là chúng ta hại nó trở nên tội nghiệp như vậy. Không liên quan tới anh, cũng là do em. Chúng ta đều là đồng phạm mà, đâu có nói ai sai nhiều hơn. Ê, anh thật sự không thể nào cũng như là không nhìn thấy được. Mỗi ngày đều an nhiên ăn bữa cơm lành, để Tấn Thăng và Tiểu Liên dẫn con gái đi lang thang ở ngoài được. Kim Điềm mà lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, đâu còn cơ hội đi học chứ. Nhiều nhất cũng chỉ là có thể học ca kịch hoặc là chơi tiểu xảo. Cùng bọn người xấu với nhau, nhất định sẽ trở nên hư hỏng. Đến lúc đó thì chúng ta càng có lỗi với liệt tổ liệt tông. Ông xã, em không thể nhìn được nữa. Hả? Em có bị nhọt rắn? Nếu như mỗi ngày đều phải lo lắng sợ hãi như vậy, chịu sự trách móc của lương tâm, em chỉ muốn có sự giải thoát. Quả này là do chúng ta gây nên, thiếu nợ trả tiền cũng đúng thôi. Không có thể nào kéo dài nữa, đến lúc phải đền bù rồi, để Tấn Thăng có lại một danh phận. Nói không chừng giải và tổ cũng không cần phải chịu tội nữa. Nỗi nhọt rắn thật sự đau đến nỗi chết đi sống lại đó ông xã. Ông xã, anh quyết định đi. Thật là uổng công cả cuộc đời anh là anh hùng cái thế. Em hiểu, da mặt của anh mỏng như giấy, muốn anh nhận lỗi trước mặt người khác như vậy em cũng không có dũng khí. Hay là chúng ta viết một lá thư nói rõ mọi chuyện, hai chúng ta thì phiêu bạc đây đó, có cháu ăn cháu. Cứ làm như vậy đi. Gửi mọi người trong nhà họ Kim, liệt tổ liệt tông, con cháu Kim Xương bất tài, do nhất thời nghĩ quẩn đã phạm phải một sai lầm lớn. Không ngờ trong ao cá của chúng ta cũng có những con cá lớn vậy. Đương nhiên rồi, Xương gia cả mọi người đụng cá trong ao cá này mà. Wow, cái con cá này vừa to lại vừa mập, sao lại nhịn được, nhất định là ngon lắm. Em đừng nói cho Xương gia biết nha. Tấn Thăng phải đi rồi đó, anh còn tâm trạng xuống bếp. Ê, đó là hai việc khác nhau. Con người của anh Thăng anh hiểu rất rõ, anh đã chịu đả kích quá lớn nên tâm trạng không được tốt. Đợi khi nào anh bình tĩnh lại, sau đó mới góp ý giúp ảnh. Ảnh rất là muốn làm ăn, anh định đưa tiền cho ảnh làm vốn để làm ăn. Trong năm nay anh đã gánh chịu tổn thương quá lớn, cho ảnh một chút thời gian để dưỡng thương. Ừ, anh có cách thì em yên tâm rồi. Sao hả, muốn ướm nó trước hay là mổ nó trước? Thì đương nhiên là mổ trước. Nè, lát nữa anh đánh dãy con cá, sau đó anh mổ bụng của nó ra, lấy hết ruột của nó ra, sau đó gạch vài đường trên lưng của nó, cho chút bột vào rồi chiên cho đến khi nào có màu vàng. Nghe thôi đã thấy ngon. Nè, chuyện gì? Đứt tay hả? Không phải, đúng là chuyện cổ tích. Trong bụng con cá có miếng ngọc, cũng khá là trong suốt. Còn có hai chữ. Cát tường. Chắc con cá tưởng là thức ăn cho nên đã nuốt vô bụng. Cha nói cái gì? Con còn một người em trai. Như ý. Vậy Cát tường đâu? Ở chỗ của Kim Quỳ, bà đã cho khắc một chữ Quỳ dưới mồng của nó. Miếng ngọc này cho em, anh làm xong kêu em qua ăn. Nè. Nè ông xã, ngủ ở phòng khách rồi. Hay là để trên bàn đi. Ê, mà không được, lỡ A Hoàng tới đây quét dọn nhìn thấy thì sao đây? Ê. Nè, nè. Ê, cứ để vậy được rồi. Anh sẽ làm cho cô tỉnh giấc đó. Em nói lớn tiếng vậy cũng sẽ làm ồn cổ thôi. Nè đi.
Em nhìn cổ xem kìa, tóc của cổ bạc thêm nhiều lắm rồi. Ây da, lần này rời khỏi đây không biết khi nào mới gặp lại. Làm hậu bối đây không có thể báo hiếu được. Vậy anh muốn sao? Quỳ lại con cái đi. Nè, đi mau. Ê, còn phải đi lại tổ tiên nữa. Sáng nay đã lại rồi mà. Phải ha. Nè, 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 cây gậy văn minh, cái túi đi làm và cái máy ảnh của anh đâu? Gậy văn minh thì anh dùng làm gậy chống, túi đi làm anh dùng làm gì hả? Ai giờ cái gậy văn minh và cái túi đi làm đều do con gái tặng cho anh đó. Còn cái máy ảnh là sinh mạng thứ hai của anh, em cũng biết mà. Kêu em lấy từ sớm rồi, không có chịu lấy. Vậy thì về lấy đi. Cô ạ. Anh hai chị dâu, khuya vậy rồi sao hai người lại ở đây? Sao lại mang theo hành trang? Hai người đi đâu? Để lại lá thờ, muốn rời khỏi nhà họ Kim đó mà. Bà cô thức từ khi nào? Hai vợ chồng con tưởng cô bị lãng tai à? Ở đây nói chuyện ồn muốn chết luôn. Ngất đi rồi còn bị hai người lập cho tỉnh lại đó. Cô cũng coi hết lá thư này rồi. Hả? Em không biết là hai người đang làm gì. Anh chị ở đây thiệt tốt, qua đây. Nhìn nè, là miếng ngọc của Kim Quy. Em tìm thấy nó trong bụng con cá trong ao của mình. Có phải là con đã bỏ miếng ngọc này xuống ao cá không hả? Thật ra là việc đã tới nước này rồi. Thôi đi ông xã. Đúng là lưới trời lồng lộng không thể thoát. Cái miếng ngọc hiển linh này là tổ tiên phù hộ. Cuối cùng con cá này cũng bị túc cung bắt lên ăn thịt. Đúng là ý trời mà. Ý cái thằng quỷ này, con đã đánh mất lương tâm rồi hả? Bà cô à, đừng có đánh anh Sương, không liên quan tới ảnh. Cô có đánh thì đánh con đi. Ý da. Hương à, thì ra Sương đã biết Tấn Thăng là Kim Quy từ lâu rồi. Nó sợ Tấn Thăng về đây giành gia sản với nó, cho nên đã nham hiểm ra tay độc ác, mua chuộc biệt đồ, hại Tấn Thăng bị xử bắn. Sương à, con còn có phải là người hay không vậy? Hả? Kim Quy là em trai của con đó. Tụi con đã biết lỗi rồi. Tự tha quá bản thân cũng là một sự trừng phạt mà. Hai người để lại lá thư ra đi như vậy thì cũng chính là không chịu trách nhiệm. Nếu đã có dũng khí thẳng thắn nói chuyện, tại sao lại không dám nhận lỗi? Huyết mạch của nhà họ Kim đã không có nhiều rồi, bây giờ tới hai con cũng muốn rời khỏi, vậy nhà họ Kim chúng ta thì càng đơn điệu. Còn muốn lão già như cô đây, làm sao mà ăn nói với tổ tiên? Xin lỗi bà cô trừng phạt chúng con đi. Cô à, chúng con làm như vậy cũng chỉ vì một sự giải thoát. Kim Hương phát hiện được miếng ngọc này là ý trời. Nghiệp chướng cũng giống như là miếng ngọc này, không có thể nào bỏ đi được. Nghiệp chướng sẽ mãi mãi đeo bám vợ chồng của con. Tụi con đã biết lỗi thiệt rồi. Cho dù hai người có trừng phạt tụi con thế nào, tụi con chết cũng không oán trách. Cô à, quan có đầu nợ có chủ. Kim Sơn là con cháu của nhà họ Kim, Kim Quy cũng là con cháu của nhà họ Kim, nhất định phải lấy lại công bằng cho Kim Quy. Cô à, cẩn thận coi chừng nóng. Không muốn ăn. Chị à, sao chị lại không muốn ăn? Lúc trước khi em mang thai, em ăn nhiều lắm đó. Thì phải. Có khi nào sinh con gái thì ăn nhiều, sinh con trai thì làm biếng ăn? Được đó, được đó. Được vậy cũng tốt, hy vọng sẽ được nhanh nói. Thật ra sinh con trai hay con gái thì cũng không sao. Đúng, nói thì nói chứ em cũng thấy có chút đau lưng. Nếu cô không muốn ăn hay là ăn chút xíu muội đi sẽ thấy ngon miệng hơn. Được, anh có được, nè được. Ăn hạt xíu muội nha. Nè. Nè, Tấn Thăng à. Thăng, dọn hành lý đi. Dọn hành lý đi. Sao anh lại dọn dẹp hành lý đi vậy hả? Phải, sao mang hành lý đi vậy? Anh làm gì đây? Không phải nói sao hợp tác làm ăn sao? Sao anh không nghe lời tôi? Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, hay là tôi đi? Tại vì chúng tôi đã gây ra nhiều phiền phức cho mọi người,
không muốn làm phiền mọi người nữa. Chúng ta đều là người một nhà, đừng nói như lời này. Một người thì bị thương, một người có bệnh xương khô, anh muốn đi cũng nên đợi tới khi nào chữa trị hết bệnh rồi mới đi chứ. Còn nữa, đứa bé còn đang bú sữa mẹ, có thể đi đâu được đây? Đúng. Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tan. Những phiền phức mà tôi đã gây cho mọi người đã quá nhiều. Hai người đi thì đi, đợi cha với mẹ về rồi mới nói được không? Hả? Là vì cô nói lời cảm ơn với lão già và phu nhân, chúng tôi sẽ ghi nhớ trong lòng đại ân đại đức của họ. Tôi được mình đi. Được đi. Bây giờ cả bà cô cũng tới đây, không biết có chuyện gì. Có chuyện lớn. Bà cô, tụi con đã quyết định rồi. Thôi được, đừng lảm nhảm nữa. Nhân lúc mọi người đều ở đây hết, bây giờ tôi sẽ lấy danh phận lớn nhất, đức cao trọng vọng nhất trong nhà họ Kim, tuyên bố một chuyện cho mọi người biết. Đó chính là liên quan tới thân phận của Tấn Thần. Tấn Thần, những ân oán trước đó của con và nhà họ Kim đừng nhắc tới nữa. Mấy người chúng tôi đã suy nghĩ cả đêm rồi, bốn người chúng tôi đã tán thành, nhất trí thông qua quyết định phải nói rõ với con. Thật ra con không phải là cô nhi không cha không mẹ. Không nói không biết, hiện giờ ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt có nhiều bộ phim truyền hình mới nhất để kỷ niệm đài TVB như Bác sĩ Nhi Khoa và Hoán đổi trong tướng, và đồng bộ các phim tập để bạn xem miễn phí. Không chỉ xem trên YouTube mà có thể tải xuống ứng dụng TVB Anywhere North America tiếng Việt ngay bây giờ. Càng xem nhiều càng thích thú.